À, mình chào mọi người nha. Thì tình hình hôm qua là mình có ngóng anh ổng cũng đi Cà Mau, mọi người đi Cà Mau về cái ổng cho mình được hai con cua biển nha mọi người. Đây cho mọi người xem đây, hai con cua biển. Cua này nó còn nhỏ nha mọi người, nó không bự ra nè, nó ăn được cái càng đó. Cái mình nó cũng được thịt thà gì như đâu. Và tối thì mình suy nghĩ mình định làm cái món gì mọi người, nhưng mà suy nghĩ hoài không ra. Rồi sáng là mẹ mình mới kêu mình là cua gan me mọi người nè, cua gan me. Cái này mình gan me ăn cũng khá là ngon à. Mình chặt nó ra làm hai làm ba cái mình gan me nó nha mọi người. Đây, mình sẽ để nó như thế này. Đây, mình có mua thêm cái cục me nha mọi người. Cục me này nãy mình mua với giá là 5.000, 5.000 me. Me 5.000. Để về mình lấy mình sốt nó, mình gan me nó nha mọi người. Đây mình có cái bọc hủ qua mà cho mình xem, mọi người xem nha. Đây, bọc hủ qua. Sáng này mình cũng được mẹ người ta cho mình cái bọc hủ qua nha. Mọi người nhìn thấy hủ qua không? À thấy không? Hôm qua này hôm qua gì vậy ta, trái gai xong rồi mình cũng không rõ hôm qua gì đó. Tại mà nó là lạ quá nên mình lấy ra mình review cho mọi người xem nha mọi người nè. Hôm qua này hôm qua gai hôm qua gì đó nè mọi người. Xem ai xem biết hôm qua này là hôm qua gì nhớ comment dưới nha mọi người, comment dưới cho mình biết nha, chứ mình không rõ là hôm qua này hôm qua gì nữa nè. Trái gai không à, thấy không? Hôm qua này thấy lạ lắm mẹ mình nói ăn hôm qua này là cái người bị tiểu đường á, ăn vô là sẽ đỡ lắm mọi người, đỡ tự tiện lắm. Và hai con cua này thì mình sẽ dự định là mình sẽ nãy mình nói là mình sẽ gan me nó thì mình sẽ gan nó trên cái bếp ga nha mọi người, gan cái bếp ga rồi mình sẽ ăn với cơm. Mình sẽ qua bên kia mình sẽ hái mớ cải, mình cải cái xanh mình mọi người để mình nấu canh mình ăn mọi người. À, đến hôm nay mình sẽ làm gì rồi coi đứt càng rồi. Đứt cái càng luôn nha mọi người. Cái này mà có trải nghiệm mà là xuống dưới Cà Mau mà đi bắt cua biển mọi người là vui lắm luôn nha mọi người. Mình đi bỏ nó vô đây nha. Này có trải nghiệm này, xuống dưới Cà Mau bắt cua biển nữa là vui lắm, vui luôn. Đội dài dài ngoài biển là vui lắm. Mình sẽ tương lai là mình sẽ làm một cái clip vậy cho mọi người xem, sẵn mình đi trải nghiệm mình đi khám phá luôn nha mọi người. Rồi giờ hiện tại giờ thì mình lúc nay mình sẽ làm gì, mình sẽ tiến hành mình đi bển mình hai mớ rau cải của mình bển nên nha mọi người. Khúc mấy đây á là cải mấy đây nó xanh cũng tốt lắm nè, mấy đây còn riêng mấy đây là nó bị gì nó hư hết trơn mọi người thấy không nè. Sau khi là ba cái bột cào cào ăn hư hết trơn này mọi người thấy không đó, hư hư toàn bộ hết trơn luôn. Đây là cái bồ đề mình nha mọi người, đây là thời gian hẫm gài là giờ nó cũng khá là tốt rồi nha mọi người đó, khá là tốt rồi, mấy cây quế mình cũng khá ổn rồi. Thank you.
Rồi mình xin chào tất cả các bạn và mọi người nha. Nói chung là nãy giờ mình cái công đoạn là mình nấu canh, mình bỏ mấy cua vô rồi mình làm cua rang me nha mọi người. Làm cũng khá là lâu. Nên là mọi người thấy không, cua rang me của mình mọi người thấy không? Mình ghe khang sao mà thấy nó đen xị chứ, mình tưởng nó khét không mà mình nhắc xuống luôn mọi người. Ở hôm nay mình có đem theo khẩu quá học. Đem theo cái ca đục comment cơm nha mọi người. Mình ăn cái này để mình nêu cảm nhận thử nha mọi người. Giờ cho xin phép mình uống miếng đế nước nha mọi người. Như mình có đem theo miếng nước mắm để mình ăn với cơm nha mọi người. Giờ mình sẽ xin phép mọi người tiến hành mình ăn cơm luôn nha mọi người. Giờ mình làm ba cái này, nãy giờ mình làm từ sáng giờ rồi mọi người. Giờ rất là đói, khá là đói. Rồi nếu hôm nay mình chỉ đơn giản là mình như sáng mình cũng có nói là mình có ông anh làm chung, cái ông đi Cà Mau á mọi người, cái ông về cái ông cho mình hai con cua biển. Cua biển này thì giống như cua còn nhỏ mọi người, nó chưa to không lắm. Này về mình ăn thì cũng được nhưng mà chứ không có thịt thà gì nhiều mọi người. Thà thì không có gì nhiêu chứ, còn là xương đúng không ạ? Nè, mình thấy không? Càng nó khá là nhỏ. Càng nó nhỏ nó không có to. Thì mình lấy ra mình không có đem gì chấm hết nha mọi người. Cho mình thử miếng canh của mình nha mọi người. Bỏ miếng cua vô cái một gạch cua mọi người, nó thật tinh. Ăn cũng khá là ổn. Nãy nêm cũng nhiều mà không, nêm cũng ổn, không có lạc. Miếng rau nha mọi người. Nó bỏ đường hơi nhiều, hơi ngọt. Giờ mình xin phép mọi người mình cắn thử cái tà cua thử nha mọi người. Nhờ cắn qua cắn cái banh hàm đó. Nó giòn gụm mà. Mình tưởng đâu là nó cứng lắm anh nhỉ, nó không có cứng gì mấy mọi người ơi. Cũng khá là giòn. Không à, càng này thịt khà hà không à mọi người. Đây mỗi càng cua cũng được, không có to gì mấy mọi người ăn được nè. Mình mời mọi người luôn nha, không có chấm gì trên mọi người. Nãy mình sợ nó không chín, mình nấu cho nó hơi lâu một tí sợ nó không chín mọi người, nhưng mà bây giờ thì chắc ăn là nó chín rồi. Mấy cái này mấy cái gì mình không biết mình bỏ nó nha mọi người, mình không ăn á, bỏ nó ra. Này thịt nó cũng khá được, cũng đỡ lắm mọi người, nó không có miếng trắng, nó không có xương gì mấy nha, nó cũng có thịt đó. Không phải là nó không có thịt. Mọi người nhìn thấy cái đầu mình không? Sáng này mình mới đi chợ mình hết tóc rồi mọi người, hết hai chục ngàn, hết cho nó gọn rẻ để cái đầu bùm trùm quá. Hớt vô nhìn mặt giống ngáo ngáo. Tiếng cắn hoài vậy.
Chí nó cắn nó giòn. Còn khúc này mình cắn thử nha mọi người. Này sẽ nó cứng. Nó cũng giòn gầm mà nó không cứng gì chứ. Mấy cái này là ăn là giòn gụm luôn, nhưng mà gặp mà mấy con cua mà bự bự á mọi người, là lấy búa đập á, chứ cắn là bằng răng là gãy răng luôn. Lỡ mọi người nghe, mình hôm nay mình sức khỏe mình kém nên mình ho cũng khá là nhiều nha mọi người. Đây là mọi người, mời mời mọi người luôn nha. Ngọt, thịt nó ngọt. Con này dạng như nó vừa lột có sao đó, nó còn mềm mọi người. Con này dễ cắn. Vừa lột xong rồi nó còn mềm thịt cái gì. Thịt nó rất là dễ. Cho nó vỏ nó chứ. Rất là dễ. Mình đem nó cơm ra chứ mình có ăn gì nhiêu đâu mọi người. Mình ăn cua không à. Cua thịt không à. Thôi giờ mình xin phép mình qua mình ăn thử cua rang me nha mọi người. Mà biết ăn ngọt không biết. Rồi mình thử miếng me trước cái. Đây, mình mời mọi người luôn nha. Ngồi giống khét khét. Cua rang me mà cua ngồi giống khét khét. Khá chua mọi người ơi. Còn khá là chua. Đây. Càng ở đây. À, mình núp ba này hết cho mọi người. Nó còn chưa chua, ngọt ngọt quá, mình có nêm mớ đường vô mình cắn thử nha mọi người. Giòn 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 gụm lắm, giòn gụm luôn á. Trưa nắng mà có con cua này ăn là cũng rất là ổn nha mọi người. Là ổn. Hôm nay là mùng 5, mùng 6 Tết rồi. Cũng cũng qua Tết rồi cho mọi người. Gần qua Tết rồi. Càng mình cắn càng một chỗ này rất là mát, mình đang ở dưới một gốc cây 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 măng cụt nha mọi người, bông nó ra khá là nhiều, bông nó khá là nhiều. Rồi mình tuốt ra luôn rồi mọi người. À, sức khỏe của mình kém mà mình vẫn cố gắng mình quay clip cho mọi người xem, cũng đâu có ai xem nhiều đâu, có một vài người đó, không có nhiều. Video của mình cứ nó đơn giản quá, nó không có của người ta như được xem nó không có nhiều.
ta giỏi, ta làm hay, ta được nhiều người khen. Mình làm dở quá thì mình ít được khen. Chung là cua gân me này ăn với cua nấu canh này là cua gân me thấy ăn ổn hơn nha mọi người, thịt nó ăn ổn hơn, ổn khá là ổn, nên mình thử cái miếng thịt này hơn nha mọi người. Gặp nó rất là nhiều mọi người, gặp gặp nó khá là nhiều. Mai là mình đi đi làm lại rồi mọi người, mình đi làm thuê cho người ta. Bữa nay là bữa mình làm quay cuối, bữa cuối mình quay cho mọi người xem thì nữa mình đi làm thì mình sẽ ít quay lại, video mình sẽ ra chậm lại. Nếu như mà ở nhà được thường xuyên á thì mình sẽ qua ra video này kia nhìn cho mọi người xem, nhưng mà mấy hôm nay mình dân nắng bệnh đó. Ngày mai mình cũng mới đi làm rồi. Nên là video của mình nó cũng sẽ ra nhưng mà nó sẽ ra chậm rồi, tại vì mình đi làm mình làm được có bữa nghỉ được cái bữa chủ nhật rồi mọi người, cho nên video của mình nó sẽ ra nó sẽ chậm. Thì mình mong các bạn và mọi người xem mình nó ủng hộ mình kêu gì thôi chứ cũng đâu có ai ủng hộ mình gì nhiều đâu, tại video mình làm nó cũng đơn giản, không làm kiểu như phức tạp như người ta. Này có thịt thà, thịt ngon lắm nha mọi người, nãy giờ mình cắn ăn bây giờ thịt nó đúng thịt luôn. Nguyên một cục thịt đó luôn. Qua Tết là nó không có được nắng gì nữa đâu, nó sẽ mưa hoài luôn, mưa hoài quay clip nó sẽ khó, cũng phải cố gắng là tại mình đam mê, giờ mình ngủ ai qua chung mình thì cũng khó lắm mọi người, kiểu như mình không có nổi á, mình quay với người ta thì với người ta thì vô ta không muốn vô, cái thứ nhất thứ hai nữa là có tiền trả người ta mới vô, còn quay mà anh mình thì chung là quay mà anh mình thì cũng như là dễ nhất đó, mình sẽ không hay không không hay cho mọi người xem rất là chán, kiểu như có hai người vô cái gì giỡn hết cười đùa đồ mọi người, nó sẽ vui làm cho cái video nó vui, còn có người là vô giỡn gì nó giỡn, có người mên người là khó giỡn, tập trung làm luôn. Cái mấy cái hôm qua nãy mình có quay cho mọi người xem, mình không gõ đó là tên nó là hôm qua gì, thì các bạn và mọi người có ai có quan tâm tới mình xem video thì có trái mấy cái hôm qua nãy thì nhớ comment ở dưới nha, comment dưới là trái hôm qua gì nha mọi người, dẫn chữ mình nha. Video mình hiện hơi hay bực bội xíu.
Thôi clip hôm nay cũng không có gì chia sẻ nhiều hơn. Thôi mình cũng cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem từ đầu clip đến cuối clip giờ. Nếu mà có yêu mến mình thì ủng hộ mình, còn không thì thôi. Mình cũng cảm ơn người cũng đã xem video mình. Thôi thì mình chào tạm biệt mọi người. Giờ mình hẹn gặp mọi người ở một cái video sau. Một cái video ăn uống hay là một thử thách gì đó. Cái tiếp nữa thì mình chưa có suy nghĩ ra. Nhưng mà tạm thời thì tạm thời có thể là ăn uống nữa mọi người. Rồi mình chào mọi người nha. Bye bye.